sang gọi tình lên ngôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chúng đôi. Em bên anh chiều vàng thu rơi, ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chúng. Tức là bà đây là em của mẹ bà cố ngoại của các cháu, bà cố ngoại ruột của các cháu. Tiếp theo đây là bà dì của các cháu. Và tiếp theo nữa là bà ngoại của cháu Trúc Ly. Và đây là bố mẹ của cháu Trúc Ly, thì ông bà quý vị cũng đã biết. Ngoài ra chúng tôi cũng còn một số các bà các dì cũng ở xa, nhưng mà tí nữa chúng tôi sẽ giới thiệu kết hợp với lại cho hai cháu nhận họ để có một cái sự giới thiệu nó rõ ràng và rành mạch hơn. Và giờ đây tôi xin nhường lời cho ông đại diện của bên họ nhà trai có đôi lời phát biểu trong ngày lễ hôm nay. Thank you.
xin trân trọng và cảm ơn những lời phát biểu rất là chân thành của ông vị đại diện của Huyền Hoàng Nhà Trai, cũng như phần giới thiệu của bên ông đại diện Huyền Hoàng Nhà Trai. Mặc dù đường xá xa xôi mà tôi thấy vẫn đầy đủ các cô dì chú bác ruột của cháu Quốc Anh đây cũng đã đến đây vì tình thương các cháu và cũng đã đến có mặt buổi hôm nay, cũng như ông cũng đã giới thiệu những lễ vật ngày hôm nay trong buổi lễ đính hôn này. Và giờ đây cũng không để làm các ông quý vị họ nhà trai cũng như quý vị quan khách mất thời gian, chúng tôi xin phép quý vị cho cháu gái của chúng tôi trước tiên ra để chào đón quý vị, sau đó các cháu sẽ nhận những lễ vật này. Và ngoài những lễ vật ra, chúng tôi có thấy họ nhà trai cũng có một cái phong bì để nạp tiền, nạp tài đưa cho ông chủ hôn của bên họ nhà gái, thể hiện sự quan tâm giữa hai gia đình. Xin thay mặt cho họ nhà gái chúng tôi xin ghi ơn và trân trọng cảm ơn ông bà. Những lễ vật mà ông đại diện cũng như là bà chủ hôn của bên họ nhà trai cũng đã trình bày và cũng đã trao cho cháu, cho con cháu của chúng ta. Vậy giờ đây tôi xin mượn ly rượu này, đó là sự kết tình thông gia bắt đầu từ giờ phút này. Hai gia đình chúng ta không phải là hai nữa mà là một, các cháu có một cuộc sống an lành hạnh phúc về sau này. Đó là sự mong muốn tất cả của mọi người, cứ quý cha bác của bên hai họ. Và giờ đây xin mời ông đại diện của bên họ nhà trai cùng với tôi để có ly rượu và chia buồn. Dạ, xin cảm ơn ông. Và giờ đây thì thức nhận những
lễ vật của bên họ nhà trai cũng đã kết thúc. Và giờ đây để theo nghi thức công giáo của bên họ nhà gái chúng tôi, xin quý cha bác của bên họ nhà trai cũng như quý cha bác của bên họ nhà gái cùng toàn thể quý quan khách, chúng ta cùng hướng về bàn thờ Thiên Chúa để tạ ơn hồng ân của Ngài, Ngài đã ban cho chúng ta được như ngày hôm nay. Con cháu con và thánh thần, amen. Cầu xin Chúa thánh thần, người luôn thánh thiên hồng ân, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa. Đó là những vòng tay yêu thương của gia đình ra. Chúng con cũng được sự yêu thương của Thiên Chúa dìu dắt cho các cháu được tìm hiểu đến với nhau. Và ngày hôm nay các cháu cùng nắm tay nhau đi hết con đường. Một gia đình mới đã bắt đầu. Những trông gai, những thử thách đã sẽ tiếp. Những trong tình yêu, những cánh hoa hồng. Đó là sự tình yêu vĩnh cửu. Nhưng ngoài ra, trong cuộc sống còn nhiều sự trông gai vất vả hàng ngày. Cúi xin Chúa, cúi xin Đức Mẹ, Thánh Giuse và toàn các thánh cùng cầu bầu cho các cháu để kính nhớ tổ tiên. Tuồng ngước nhớ buồn làm con phải đi đâu đông nhớ. Những câu hát này để gửi gắm tâm tình của những người con dâng lên các bậc tiền nhân cũng như ông bà cũng như cha bác đã vun đắp. Và đây là hai bài gì? Vai thì đây là bà cố, gọi các cháu đây là hàng chắc, tức là hàng thứ ba. Đó. Cho nên coi như là các cháu phải ghi nhớ đây là những bậc cao niên, những cây cổ thụ của trong gia tộc của chúng con. Sau này chúng con sẽ có trách nhiệm mà thăm nom, hỏi han sức khỏe. Người già thì không cần mâm cao cỗ đầy, nhưng chỉ cần một lời hỏi han thôi là đã ấm lòng. Đó là các con phải ghi nhớ. Tiếp theo là bà ngoại của cháu Trúc Ly. Cháu Trúc Ly thì ông ngoại thì ông ngoại không còn, còn bà ngoại. Bà ngoại thì cũng là người rất là thương yêu con cháu, đặc biệt là các cháu. Tình thương của bà lúc nào cũng dành cho các cháu một cách tốt đẹp nhất và một gì đó rất là cao quý. Các con phải biết trân trọng khi chúng con còn bà, nhất là đặc biệt là còn bà ngoại. Những lời dạy dỗ của bà đó là những hành trang để các con bước vào đời một cách vững vàng. Xin thay mặt cho hai cháu cảm ơn bà ngoại. Tiếp theo thì ưu tiên cho gia đình của cháu Trích Ly, họ trực hệ. Trước tiên là có của bên ông bà chủ hôn. Ông bà chủ hôn thì hôm nay bà chủ hôn cũng có một kỷ vật
để trao cho con gái trong ngày con gái lên xe hoa, ngày con gái chuẩn bị bước vào gia đình mới, thì bà chủ hôn cũng như ông chủ hôn có những kỷ vật để trao cho con cái của mình, đó là tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Chị Trúc đi đây là chị Ba, cho nên có anh Tư đây cũng đã lập gia đình rồi, là vai em. Thì ngày hôm nay vợ chồng của em cũng đến để mà chúc phúc cho anh chị. Đó là gia đình trực hệ của cháu Trúc đi. Và giờ đây tiếp theo gia đình hệ thứ hai, tức là ông bà của bên cháu Trúc đi. Thì trước tiên là có gia đình của ông Hai. Ông Hai ở trên Bình Phước, thì ông Hai hôm nay ông bà Hai cũng không về được. Thì có cô chú Châu à, chú Hưng với lại cô Châu vào để cho cháu được nhận họ. Đây là nghi thức cũng quan trọng, tại vì sau này các cháu, từ ngày hôm nay các cháu biết được họ hàng của gia đình, không phải là một họ nữa mà đây có hai họ. Hai bên họ. Các cháu có thêm một họ nữa, nhà bên họ ngoại đó, và họ nội. Từ nay đi các cháu không có còn phân biệt bên nhà trai nhà gái, mà không họ nội và họ ngoại. Và tiếp theo đây là xin mời gia đình của bác Tư, của cô, của công Tư, à ông Tư, gia đình của ông Tư. Thì ông Tư hôm nay cũng do bận việc ở trên trang trại trên Bình Phước về được. Thì ông Tư có con trai, thế là cậu cũng đã đến để chúc phúc cho hai cháu. Đấy là xin mời ông bà Năm. Xin rồi, để cho ngắn gọn thì xin mời ông cho hai bà, là bà Năm cũng như là bà Sáu của hai cháu, tức là hai dì ruột. Đây là dì ruột của bà ngoại của các cháu. Tiếp theo đó là gia đình của ông Bảy. Gia đình của ông Bảy đây. Và gia đình của ông Tám. Xin mời gia đình ông Tám vào để cho hai cháu nhận họ. Bảy ông ấy. Bảy ông ạ. Bảy cũng quay gì nữa. Gia đình ông Tám đây ở bên Long Khánh cũng đến để mà chúc phúc cho hai cháu. Xin cảm ơn ông bà. Em. Và tiếp theo nữa là bà chín thì hiện tại bây giờ bà đang bên Mỹ, cho nên bà không về được. Thì bà có phần quà từ bên Mỹ gửi về và để cho chúc phúc cho cháu. Và đây là bà Mười, và đây là bà Út. Xin cảm ơn. Dạ, vậy đó là những thế hệ trực hệ của hai cháu. Vậy giờ đây xin còn những ai không ạ? Những vòng gia đình bây giờ tới gia đình của các cậu, thứ như là cậu Bình, cậu Sang, rồi cậu Cường. Xin mời các cậu, các vợ
cũng đến đây luôn để nhận cho các cháu được nhận họ. Rồi đứng cặp vợ chồng vô, cặp vợ chồng vô. Đây là cậu quay ra chụp hình, đứng vô, đứng vô chụp hình. Rồi. Chụp luôn. Em rồi, chụp của mẹ. Rồi. Và tiếp theo nữa là chị Hương. Chúng sang là chị ruột của các cháu. Bạn để nó quay ra đó, quay ra. Chụp. Rồi, chụp đi. Rồi quay đây chụp à. Rồi. Quay lưng đây không sao mà chụp hình được. Rồi. À, tiếp theo là cậu Hùng. Cậu Hùng hiện tại bây giờ cậu Hùng còn đang phải gánh nặng là nuôi bà ngoại, cho nên cậu Hùng chưa có thể lập gia đình được. Cậu Hùng cũng đến có mặt ngày hôm nay chúc phúc cho hai cháu. Tiếp theo nữa là cậu Mở Cường. Cậu Mở Cường, đây là cậu Mở Úc, người mà đồng hành với các cháu từ hồi còn tấm bé cho đến các cháu giờ không lớn. Vâng, các cha bác thì còn một số cha bác họ ngoại, họ hệ 2, hệ thứ 3. Nhưng mà vì các ngài còn ở xa cho nên chúng con cũng không có tiện để mà giới thiệu với quý cha bác và các cháu ngày hôm nay. Thì chúng con xin phép tại chương trình nhận họ. Rồi, 2, 3, về phần 2 cháu. Giờ được là con trong gia đình. Khi mà cháu nó thấy nó tối rồi nó đang con của hai gia đình và cháu của hai đồng họ. Con rằng hai cháu sẽ sát cánh với nhau đi trọn cuộc đời và sẽ làm tròn bổn phận của con của gia đình cũng như là cháu của hai đồng họ. Thì một lần nữa xin thay mặt cho họ nhà trai được kính chúc toàn thể con bên hai họ sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin hẹn gặp lại trong ngày cưới của hai cháu. Sau khi đôi nương đã bước lên lễ đài và chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng hân hoan chào đón song thân của quý vị kính mời và sau cùng trong nền hân hoan với ngoài phụ quy. Vâng, và chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng hân hoan chào đón song thân của chú rể Quốc Anh và hai vị đại diện hai dòng tộc đang từ từ tiến về lễ đài. Vâng, thưa quý vị, trên lễ đài trước của bạn một lần nữa, bạn lễ tân chúng tôi xin được cho hai gia đình và đôi lương lễ đài xin được hân hoan ra mắt và xin đẹp bạn trong ngày vui vô quy hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Vâng, chúng ta dành một tràng pháo tay chúc mừng cho gia đình và đôi lương lễ đài ạ. Trong niềm hân hoan phấn khởi như hết, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu vị đại diện họ nhà cái có đôi lời phát biểu, xin được trân trọng kính mời vị đại diện. Ngày hôm nay là ngày vui, là ngày trọng đại, là ngày thành hôn của hai cháu Quốc Anh và Trúc Ly. Được sự cho phép của hai bên và được sự tình thương của quý vị quan khách đã có mặt trong ngày buổi tiệc ngày hôm nay rất là đông đủ. Đó là tình thương của quý vị đã dành cho con cháu cũng như của gia tộc, cũng như của ông đại diện, cũng như là của bên ông chủ hôn của gia đình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ xin chân thành cảm tạ quý quan khách có mặt ngày hôm nay. Và tiếp theo là chúng tôi xin gửi lời thăm và chúc sức khỏe đến ông đại diện cũng như quý cha bác của bên họ nhà trai. Mặc dù hai gia đình, một gia đình thì ở Đồng Nai, gia đình thì ở Nghệ Tĩnh, ở Hà Tĩnh. Nhưng mà vì tình thương của các cháu, vì cũng phát xuất từ một chữ yêu, cho nên các cháu cũng đã và xin chúc cho tình thông gia giữa hai bên gia đình thành một và cùng nhau vun đắp để cho hai cháu có một cuộc sống hạnh phúc. Kính thưa quý vị quan khách, ngày hôm nay là ngày trọng đại của hai cháu. Thì tôi xin đại diện cho ông, cho bên quý cha bác, nội ngoại của cháu Trúc Ly có đôi lời cùng với hai cháu. Ngày hôm nay hai cháu khôn lớn, sự trưởng thành của các cháu thể hiện bằng sự kết hôn và cũng buổi tiệc giữa chứng kiến giữa hai họ ngày hôm nay. Các cháu ghi nhớ
những công ơn cha mẹ sinh thành và tình thương yêu của hai bên để các cháu sống làm sao trên con đường bước vào cuộc sống gia đình có nhiều chông gai thử thách, các cháu vững bền, tình yêu thì ông không chúc nữa. Tại vì tình có tình yêu thì các con mới đến đây và các con nắm tay nhau và thành một gia đình mới. Ông chỉ chúc cho các con có nhiều nghị lực để các con sống trong bước theo những sóng gió cuộc sống sẽ phải có. Vì trong cuộc đời chúng ta ngoài trái ngon, quả ngọt thì có nhiều chông gai. Các con cùng nắm tay nhau vượt qua và đặc biệt các con có sự tôn trọng nhau, yêu thương nhau. Đó là cơ bản trong cuộc sống hôn nhân. Ông xin thay mặt cho nội ngoại hai bên cũng như gia tộc ở đây chúc cho hai con được trăm năm hạnh phúc. Xin hết rồi. Còn xin cảm ơn phát biểu Văn Ngọc. Mọi cái ý tưởng hay ho thì vị đại diện là gái đã phát biểu hết rồi. Còn nhà trai chúng tôi thì cũng không biết nói gì hơn ngoài cái lời rất là cảm ơn chân thành đến họ nhà gái đã tổ chức một cái bữa tiệc, một bữa thành hôn rất là trọng thị, rồi rất là ấm cúng và để cho cái buổi lễ được của hai cháu nó thành công. Và sau này thì cũng hy vọng rằng là hai cháu sẽ cùng nhau bước tiếp trên đường đời xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Thì xin thay mặt cho họ nhà trai, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể quý vị cũng như là họ hàng bên nhà gái. Xin chúc quý vị sẽ có một cái bữa tiệc vui vẻ, có sức khỏe dồi dào và hạnh phúc thành đạt. Xin cảm ơn. Vâng, một tiếng nổ giòn giã. Nhận thấy tình yêu luôn gắn bó và có lẽ không thể thiếu với cuộc sống của mỗi người chúng ta, nhưng chưa khi nào và chưa một ai có định nghĩa đúng để thưởng thức về tình yêu. Tình là gì mà làm con tim rung lên bao cảm xúc? Tình là gì mà ta vẫn yêu dù trải qua bao khổ đau? Tình là gì mà ta vẫn dường như hạnh phúc tuyệt vời đến thế? Và tình là gì mà dù xa bao lâu đi nữa mà ta vẫn nhớ, vẫn mãi yêu thương nhau? Thật là tình yêu tuyệt đẹp và nồng thắm. Và chai rượu thứ hai đã được đưa mở ra và rót trên khắp ly. Có thể nói được rằng tình yêu mặc dù là câu chuyện không lạ nhưng vẫn luôn luôn mới mẻ. Bởi thế giới này có bao nhiêu người yêu là có bấy nhiêu mối tình với nụ cười thắm đờ trên môi, với hồng cầm trong tay, đôi nương đang mang rượu của người mẹ và ngày hôm nay gửi dự cho đôi nương một gia đình hạnh phúc. Một hình ảnh đẹp mắt đang diễn ra mắt chúng ta, một hình ảnh mà chúng tôi muốn nói lên rằng rượu ông đào uống trao tình chồng vợ, chén cha bôi nối trọn nghĩa phu thê. Và một lần nữa, Ban Lễ Tân chúng tôi xin chân thành cảm ơn song thân của cô dâu, song thân của chú rể và hai vị đại diện hai dòng tộc. Xin được kính mời quý vị chúng ta cùng trở về vị trí một vị riêng ghế với con người đã làm nên những cái bánh nhỏ nhắn xinh xắn để chúc mừng cho bạn và để nói lên rằng bánh trắng mà biết chữ hồng, đôi ta kết nghĩa vợ chồng từ đây. 1, 2, 3. Một tràng hoa tay thật lớn để chúc mừng cho nôn nồng thắm của đường. Một nôn có thể nói được rằng trai Hà Tĩnh gặp gái Đồng Nai đang rất là hạnh phúc. Đường phố ngập dương, lọt xuống giữa đêm đông người. Rồi một ngày đàn bông đi qua, sương ấm con tim là loài. Nụ cười vàng, ánh mắt lan lên, trái tim đôi ta cùng rời. Con tim không còn xa bên, con tim không còn theo sóng xa mãi mù khơi. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu anh thiết tha chân thành. Còn gì bằng tay bước bên nhau, cùng ngắm anh trăng và ngàn sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh, làm trái tim anh muốn bay. Niềm hạnh phúc anh đâu có em, cứ nay ngỡ ngàng. Phút giây đêm lâm người, đêm tình yêu dưới trăng, bấp bênh bao đôi ngàn tình đang đổ vui đắm say.
mãi không bao giờ phai. Nước chi đêm nước bằng cho tình yêu chúng ta. Những ánh sao băng qua trời xin là như lung linh. Đi thầm anh nói với em một lời, em có biết được trái tim anh yêu mình em. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Ngày khăn đông đôi bóng, ngày đôi cuống mong mới chiếc áo dài cài nhiều hoa. Thật đẹp như mơ. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi cuốc mộng mới chiếc áo dài cài nhiều hoa. Cay bằng cơm em nái tình nghề, nên đôi môi ta cứ
có lời kiếu từ ngày hôm nay thì tôi cũng đại diện cho bên họ nhà gái. Trước tiên xin chân thành cảm ơn quý cha bác của họ nhà trai, đặc biệt ông đại diện đã đến đây có những lời chúc phúc và những lời chia sẻ cùng với họ nhà gái của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, hai gia đình, hai thông gia sẽ là một, để cùng nhau xây đắp vun khéo cho hai cháu, để hai cháu trở thành một gia đình mới. Và đó là nhịp cầu nối tiếp giữa hai gia tộc miền Nam và miền Trung mỗi ngày một khăng khít hơn. Một lần nữa tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến quý vị cha bác của họ nhà trai và kính chúc sức khỏe quý quyến, thượng lộ bình an, ra về được an lành hạnh phúc. Đó là điều mong muốn của họ nhà gái chúng tôi. Xin cảm ơn. Bao nhiêu hân hoan em với anh, tay đàn trong tay vui hát ca, một ngày đẹp trời cùng bên nhau. Hôm nay em vui như lá hoa, xuân sao trong nắng mai, một ngày ngọt ngào dành cho anh. Ôi tình yêu cho anh một thiên đường, ôi tình yêu đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ngày vui hạnh phúc